đang chạy trên đường Võ Văn Kiệt. Thôi đâu có bảy bảy giờ chưa nói lên rồi mình đang quay cái hành trình là từ Bạc Liêu đi Phước Long nha các bạn. Rồi sắp tới cái ngã năm tượng đài của Bạc Liêu nha các bạn. Có đi Phước Long đi đường nào bạn? Cầu số 2 con. Cầu số 2 vô không? Cầu số 2 vô nhưng mà con hút cầu số 2 chút nó có đường vô chứ được nữa. Tới chân cầu đi. Con tính là mình đi đường Vĩnh Hưng được không? Đi Vĩnh Hưng. Không, đường đó xấu lắm. Rồi, ngã năm tượng đài nha các bạn. Rồi hướng về Cà Mau. Thanh Vũ các bạn. Cái này là cũng
là cung đường đẹp nè các bạn. Ngon lắm à. Thôi cho em kể đi. Trời ơi, cái bánh này khó kiếm lắm, em lo gặp lại mua có gì thì hay chết. Có một chục cái là em mua hết trơn luôn. Cũng mẹ nha. Cũng mẹ vậy con sang. Lâu quá mới thấy bánh đi quy lại rồi nói. Rồi vào cung đường của chụp cung cái đàm đấy các bạn. Rồi chụp cung cái đàm cho bà để đó cho. Vật liệu tội nghiệp nè. Quá trời luôn tội nghiệp. Cái thằng đứa vật liệu quá trời. Nãy nó sát vô nó luôn mà. Ngon sắp. Rồi quá. Ngoan. Rồi Nguyễn Hòa Bình qua đã qua cầu Cái Tràm các bạn. Chúng tòa này các bạn. Có ai hả? 70 trăm đổ lại gì đó.
còn. Thank you.
Phước Long nữa nè các bạn, ở thị trấn Phước Long. Con coi hình như đẻ trái nhưng con nghĩ không sao đâu, có này phải không? Đúng rồi, tụi giống nhấn lớp nhiều lắm, ba lỗ lắm. Mùa gần Tết thành phố nhiều, đạp trên đường các bạn. Kinh kia quẹo không? Không, 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 không. Đây sai luôn. Con xe mất rồi. Nó chỉ sao lực cái gì tại vì đây cậu bé thường biết có đi thường đúng chính xác. Trên này là nó chỉ là nhiều khi đó nó bản đồ của nó ngày xưa là chưa có đường này anh biết không, cho nên nó đưa không cập nhật vô. Đấy tôi nói chuyện qua khúc này nói cho Tấn nghe là con cứ đi theo cậu ấy đi. Cái ba này đi Phước Long để đi chính Phước Tây là phải để trái. Quảng lộ Phụ Hiệp rồi ôm bùng bên cái 25.000 cái 25.000 có phần xe tải nè, ăn cơm Thanh Thủy nè, phía bên phải nè, cơm lại lâu lắm mà Năm ơi. Xuống tới chỗ nhà cầu Quốc á, trường cấp 2 Vĩnh Phú Tây là khoảng 6 cây. Quá vậy cái người ta đi Cà Mau lên tới Cần Thơ á, nó có người đi đường này nè, ta đi đường này nè. Gần không? Gần không mà đi Bạc Liêu Cần Thơ mà. Gần gần. Vậy sao? Đi tắt là như vậy chính thôi. Cái này là tên đi Phụng Hiệp luôn hả? Đi đường này nè, ít tốn tiền phà phí cho nó đâu có cái trạm thu. Vậy là bây giờ người Cà Mau đi Cần Thơ là gần hơn mình đi Cần Thơ. Đi đường này nè. Đây là đường Quảng lộ Phụng Hiệp chưa các bạn. Đi thẳng tới Cà Mau luôn. Cho nên là
34 km. Không biết chừng nào nó mới mở đường Phước Long. Đây là quảng lộ Phụng Hiệp nha các bạn. Từ Phước Long đi về Cà Mau 34 km. Rồi phía bên phải trạm dừng lực Tiên Thép miền Nam. Ủa nhà mình bấm tiền điện chưa ba? Điện tháng này tăng hết rồi. Ờ có đóng rồi con. Cái này có đóng mà. Dạ. Tới chỗ trường cấp 2 về phía Tây thì nó cũng còn 6 cây số. Cà Mau 39 cây, Cà Mau 34 nha các bạn. Như vậy là từ Phước Long về Cà Mau theo quảng lộ Phụng Hiệp là 39 km. Báo trụ trụ báo với lỗ nha các bạn. Nãy mình nói 34. Tính ra là cái đồng hồ sao của các bạn Tuấn Anh đó là cái tiền mà mình rẻ đến đây là đủ tiền mua đất quả đó anh. Tháng này chia hai, mỗi tháng là chia hai. Thì điện nước chia hai với tường. Không chỉ con chia. Ở đâu thì điện thì nước đó chia hai. Nhưng mà nếu nó tính mình tháng rưỡi gì thì tháng sau mình sẽ ít lại luôn rồi mấy năm. Tại vì tháng sau thì tới 30 tháng sau đó con. Dạ nó sẽ. Tại này là nó kẹt, nó tính mình từ hồi 15 tháng 10 nè. 15 tháng 10 tới 30 tháng 10 lọt đó. Còn tháng sau thì chắc là nó đỡ lên. Chứ Phong dạ khúc kia là chỗ anh hai giống như là cái ban đầu đề ba của mình quá công thì tới nữa không chưa năm ơi còn cái ổn còn 3 cây nữa cái này còn không biết đâu ngày ba đi ba canh rồi rồi để mời mời tới cầu kênh nhỏ rồi chắc là gần tới rồi đấy. Từ từ nhưng con ở đây chỉ lộ quy họ chỉ tính thôi giống quẹo là tại quẹo đó quẹo ta đúng rồi không sao ta nói dịch vụ xây dựng tới đi con tới đi thôi mà nhiều khi ta cho mình quen á có khi lạ lắm cho quen cho rồi người ta che mấy con này trên con đường hay kéo cứ chạy chậm chậm thôi mà chạy tốc độ này được rồi là lần tới rồi nếu không được không giảm tốc độ. Lộ
bây giờ này lũ, trước là lũ bây giờ này con à, tới xe tải á, cái xe đang ra luôn đúng không? Thì mình chạy vô bên phía phải là cây xăng này đó, đó lộ quy á, gia đình ta đó, kể cứ vô chen vô rồi ba, mà khỏi đi ba, khỏi mình cứ chạy vô, người nào nó hỏi thì nói đi. À, vô lộ huy đường nội bộ đó, đó đứng ở lộ đó con, rồi cái trẻ trái trẻ trái là tên nhà con quốc rồi đó, thôi còn chút chơi nữa nha con. Xe lớn thì được mình chạy. Rồi đã tới gần trường Vĩnh Phúc Tây nha các bạn, đó trường Vĩnh Phúc Tây không có qua luôn nhưng mà chắc trung tâm nó tới luôn. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Tới nữa hả bà? Ừ.